Sóc Trăng Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt về được một cái lô này thì mình cũng đã săn lùng rất là lâu rồi anh em. Thì nhiều anh em hỏi Đạt về cái tay thắng của Dream Thái ha, tay thắng Dream Thái quay Thái đời đầu. Thì thực sự với anh em là nó có hàng mới nha, nhưng mà hàng mới của nó thì thứ nhất là nó vừa đắt, mà thứ hai là nó không có cái logo CB này nha anh em nha. Đây, anh em có thể nhìn thấy này. Cái logo CB này thì chắc anh em chơi Dream Thái thì anh em biết ha. Đây này, cái logo CB này này anh em. Thì nó chỉ có ở hàng neo xe thôi nha, hàng mới là nó không có luôn đó. Thì hôm nay Đạt về được một cái lô hàng tồn nha anh em nha. Thì hàng tồn này thì phải nói là nó chất lượng cực kỳ luôn anh em, nhìn cái nước da của nó nè, là cái nước da sơn của nó là rất đẹp luôn nha, đó rất là bóng và nó bóng mịn lắm, và đặc biệt là nó có cái logo CB ở đây nè. Thì cái này hàng tồn nó mới có nha anh em nha, còn hàng mới là nó cũng không có luôn. Cho nên á là để mà nói mà về cái chất lượng thì anh em không phải nghĩ nha anh em nha. Đây có chữ CB này anh em thấy chưa. Đó thì cái này đó chỉ có ở hàng tồn thôi hoặc là hàng theo xe thôi, còn hàng mới nó không có nha em nha. Thì hôm nay mình về được một lô, thì cái lô này mình cũng săn lùng lâu lắm rồi cho nên là bây giờ nó mới có này. Thì một thùng của nó cứ để trong một cái bịch như vậy này anh em đó, một cái bịch nói chung là nó hơi nhe nhét xíu nhưng mà cái chất lượng của nó thì không phải bàn nha anh em nha. Đó họ để thẳng như vậy luôn thì tại vì hàng tồn là nó không có đóng gói gì đâu anh em, nó chỉ có để bọc giấy thôi thì chất lượng của nó thì không phải bàn nha anh em nha. Này chữ CB này đấy. Cái này là nó không có ở Việt Nam nha anh em nha. Cái loại này là ở Việt Nam anh em kiếm không có nha. Đây này, chữ CB này anh thấy chưa? Đó, chỉ có ở hàng Thái nó mới có thôi nha. Thì cái loại này là rất là hiếm. Đó, thì cái này anh em chúng ta có thể gắn được cho rim, quay, future các loại. Thì thực sự ra là nếu mà cái này á mà để mà nói bán á, thì bán giá bao nhiêu cũng được anh em, thật sự luôn. Nếu mà nói về bán mà bán giá lẻ nha anh em nha. Thì bán giá bao nhiêu cũng được hết á, tại vì anh em chúng ta cái loại này nó rất là khó kiếm, đặc biệt là nếu những cái tay theo xe mà nó màu đen đẹp như vậy bán cả triệu đồng một cái nha anh em nha. Những cái tay theo xe mà nó còn đẹp, nó còn đen như vậy nè, là một cả triệu một cái. Thì thật sự cái này cái lô này đạt về thì cái giá nó cực kỳ tốt luôn. Và mình nói thẳng luôn mình bỏ giá thợ nha anh em nha, giá lẻ bằng giá thợ luôn. Thì 100 ngàn một cái nha, số lượng là rất là ít luôn ha. Số lượng là cực kỳ ít. Đấy nó chỉ có khoảng 200-300 cái thôi. Cho nên nếu mà anh em là nhanh tay á, thì anh em lấy, còn anh em thợ thì mình cứ ưu tiên nha, lấy 10 cây ha, ưu tiên anh em thợ lấy 10 cây có bớt cho anh em luôn, 10 cây tặng luôn cho anh em một cây nha. Đó, nói thẳng như vậy để cho anh em biết, anh em chúng ta tham khảo anh em mua. Còn riêng cái loại này á, thì mình nói thực sự với anh em là mình chỉ bán trong khoảng thời gian ngắn thôi, tại vì cái loại này nó kiếm rất là khó. Nhưng mà được cái là tại vì lô này là ở bên Thái á, thì người ta không có để ý cái này nhiều, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì anh em chơi chúng ta rất để ý cái loại này. Đó mà cái tay thắng này thì anh em cũng biết rồi, 10 xe thì gãy hết 3 xe, hoặc là gãy hết cả 4 xe, còn 3 xe còn lại ấy, thì nó bị chảy xước rất là nặng. Còn những cái xe kia còn lại thì may ra là nó đẹp thôi, 10 xe thì chỉ đẹp được khoảng 1 2 xe là cao rồi. Còn tại vì cái này anh em bấm nhiều anh em, cho nên là nó bị chảy hết sơn. Anh em công nhận với mình không? Cái tay thắng này anh em nó bấm nhiều là chảy hết sơn, đâu còn đẹp đâu. Chính ra là vì vậy là cái loại này là anh em kiếm là rất là khó nha, cái loại mà có cái số 8 cái chữ CB ở đây, anh em kiếm rất là khó. Mà chính vì như vậy bây giờ cái giá là 100 ngàn một cây thì mình ưu tiên là bán cho anh em giá lẻ bằng giá thợ luôn. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ sớm với mình nha. Đây này, cái giấy gói của nó này anh em thấy từ cái đời tám hoắn nào rồi mình cũng chả biết nữa, nó rách từ lưa đến chảy nát bét hết rồi. Nhưng mà cái cây tay thắng thì vẫn rất đẹp nha, nó chỉ là dạng như là cái này nó vận chuyển cho nên là cái giấy gói của nó thì nó hơi dập thôi. Thì anh em nào chúng ta lấy thì là vẫn bỏ vô bịch cho anh em đàng hoàng đó, nhưng mà không phải bịch Honda nha, tại vì cái này nó là hàng tồn, nó không có bịch Honda đâu. Thì thực sự là bây giờ là tình hình là giá thì là mình báo là 100 ngàn một cây, nó bằng với lại giá hàng hàng Việt Nam mới nha. Còn hàng Thái mới là nó khoảng 150 một cây nha anh em nha. Một hàng Thái mới là khoảng 150 200 ngàn một cây. Nhưng mà mình cam kết với anh em luôn, hàng Thái mới là không có cái logo này nha. Hàng Thái mới là không có logo này đâu. Anh em ha, hàng Thái mới là nó chỉ có cái loại bình thường thôi cho nên là Đạt không có bán là vì vậy. Hàng Thái mới thì nó cũng giống như hàng Super, nó không có cái logo CB cho nên là anh em không thích. Với lại một cái đặc điểm đó là hàng Thái mới anh em sẽ thấy cái nước sơn của nó không bao giờ bóng như vậy nha. Hàng Thái mới nước sơn nó rất là xấu nha, nó không có được đẹp như vậy. Thì nếu mà cái loại này hết thì chắc cũng phải nhập loại đó bán thôi. Nhưng mà thực sự anh em luôn, cái loại đó thì giá nó cũng không cao nhưng mà về cái chất lượng, cái màu cũng như là cái độ chất thì cái loại CB này là vô địch rồi nha. Đó, cái loại này là nó là dạng hàng tồn, hàng kho rồi. Thì bây giờ nó kiếm nó không có nha anh em nha. Cho nên là nếu mà anh em nào mà chúng ta bị hư hoặc là anh em mà thấy kèo thơm á, thì anh em mình nghĩ là anh em nên chốt một hai cái gì đó để anh em để dành, vì cái loại này bây giờ nó không có nhiều à. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì tranh thủ liên hệ sớm với mình. Còn cái loại này em mà theo xe anh em là bây giờ nó cũng chảy, nhưng mà còn đúng cái loại CB này là cái đời 9899 nè đó, thì nó rất là khó kiếm nha.
Đó, cái chữ CP này nè ha, cho anh em này chưa nhìn kỹ nè, đó CP nha. Đấy, thì cái chữ CP này nó có ở trong cái nắp thuốc bắp đấy nha anh em nha. Trong cái nắp thuốc bắp hai nó có luôn, để mình đi lấy cho này con nè. Đây. Trong cái nắp thuốc bắp hai này nó cũng có luôn. Đây nè. Đây, bộ nắp thuốc bắp hai mới nè. Đây nè anh em coi này. Đấy cái chữ CP này. Đó nè ha. Đó cái chữ CP này. Nó cũng có trong cái nắp thuốc bắp hai mới nha. Đó cho nên anh em lưu ý giúp mình là cái nắp xúc bắp mà nắp xúc bắp số 8 được xin 899 nó mới có nha. Thì cái tay thắng này nó cũng vậy, nhưng mà cái nắp xúc bắp ấy, thì nó có sản xuất mới, nhưng mà cái tay thắng này là nó không có nha anh em nha, nó chỉ có hàng tồn thôi, hàng kho thôi, chứ còn nếu mà hàng mới hàng Việt thì cái nước sơn nó sẽ không được đẹp như vậy. À, nước sơn nó sẽ mỏng lắm, còn nước sơn này thì nó rất dày, và đặc biệt là cái loại này nó có chữ CB nha anh em lưu ý giúp mình, nó chữ CB ở đây. Thì cái loại này là hàng tồn nhưng mà đã bán giá là giá thợ nha anh em nha, bán lẻ giá thợ cho anh em luôn, thì anh em nào có nhu cầu liên hệ mình. Còn riêng thợ, anh em thợ cứ 10 cây là tặng 1 cây nha, 20 cây tặng 2 cây, 30 cây tặng 3 cây cho anh em. Đấy, giá đấy là sát nút cho anh em luôn rồi. Thì đợt này mình sẽ cố gắng mình đem lên những cái sản phẩm mà nó rẻ mà nó chất nhất cho anh em. Thì cái loại này là cái số lượng nó có hạn, cho nên là anh em mà có nhu cầu thì tranh thủ giúp Đạt nha. Tại vì số lượng thì nó hơi ít. Mình về nó có khoảng vài trăm cây thôi, cho nên là nếu mà có nhu cầu thì anh em tranh thủ giúp mình, nó có khoảng hơn chục gói như vậy thôi. Ít lắm, không có nhiều đâu. Thì anh em nào có lấy thì tranh thủ sớm giúp Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.